Xin chào các bạn nha. Hiện tại đang có một chiếc xe Winner này các bạn, Winner V1. Chiếc này đi cũng phải mấy chục ngàn cây anh vô? 45 ngàn cây. Và xe này là đổ hoàn toàn là 300V nha các bạn. Bây giờ là đây là lần đầu tiên mà vệ sinh lọc luôn á. Bây giờ mình mở ra và mình sẽ cho bạn thấy cái lọc nó bẩn hay không nha. Đây anh em. Đây các bạn. Đây là cái lọc mà xài 300V các bạn. Nói chung là nó cũng ít bẩn. Đây. Nhưng các bạn nào mà có nhu cầu mà vệ sinh á, các bạn hãy đến cửa hàng của mình vệ sinh nha. Đó. Bây giờ là mình vệ sinh và mình sẽ thay cho khách cái ron mới. Cái này, cái ron bị đất này, mình phải thay cái ron mới và mình thay nhớt mới. Kể cả mình làm nước mát rồi. Nếu chung bạn nào có nhu cầu làm hết thì mình sẽ làm hết luôn nha. Đó, các bạn đến địa chỉ của mình làm. Tiền công mà mình làm ở cái đây á, chỉ lấy 50.000 thôi để hỗ trợ cho các bạn vệ sinh lọc luôn. Đó, bây giờ là mình sẽ lau chùi qua cái lọc của bạn. Các bạn không cần thay thế nha, chỉ cần mà lau chùi với xịt bụi lại là sạch sẽ nha. Ngâm dầu ra luôn. Đó, lau vào đi. Đó. Các mình có thể là nhúng qua lại cái nhớt cũ, hoặc là mình các bạn bằng có thể nhúng qua lại cái nhớt mới cũng được nha. Nhúng qua vệ sinh, chích ra một ít để vệ sinh cho nó sạch sẽ. Rồi xịt lại. Rồi lấy bằng để lấy súng hơi này, lâu rồi cũng sạch rồi, không cần phải nhúng đâu. Đó, mình vệ sinh sạch sẽ và mình bỏ lại là thôi. Đó, các bạn nào mà thấy ok thì các bạn ghé cửa hàng của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.